Dạ thưa học, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay học lại mang đến cho anh chị thêm một chiếc xe limousine Fortuner. Chiếc xe này được sản xuất 2021, một chủ mua mới anh chị. Lăn bánh chỉ mới có 65.000 cây à. Và đây là một chiếc xe học rất là tâm đắc cũng như là rất là mong muốn gửi đến cho anh chị. Hàng ghế thứ ba ngang ngửa với hàng ghế thứ hai, có tầm quan sát rộng và được chủ trước lên cho mình full limousine rồi. Làm mát ghế nè, sấy ghế và có chế độ massage luôn anh chị. Ba vị trí nhớ, một cái ghế nhìn rất là muốn ngồi đúng không anh chị? Khi mà anh chị đi vào những cái khung đường xa. Đó. Cửa điện một chạm. Cái này là Fortuner sản xuất 2021, lăn bánh chỉ mới có 52.000 cây à. Hôm nay anh em học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 730 triệu đồng là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe phải gọi là quá to. Học cao 1m71 mà anh chị nhìn chiếc xe nè. Anh chị ngồi vào hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba và thậm chí bên tài này luôn, anh chị sẽ có một cái tầm quan sát rất là rõ ràng giống như những con xe khách vậy đó anh chị, ngồi rất rất là thoải mái. Chiếc xe này nó sẽ có một cái độ cách âm rất là tuyệt vời, chỉ với là 168 decibel. Đó, trang bị động cơ 2.0, số tự động, động cơ tăng áp với mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt chỉ là 9 và 12, 14 lít. Đó, với cái thiết kế mới nè. Và sau đây học sinh mời anh chị cùng học đi kiểm tra sơ bộ. Học cụm đèn pha, mặt ca lăng, nước sơn cabo. Cái này đều là nguyên bản zin theo xe hết nha anh chị. Đó, xe thì sẽ có một cái thiết kế là mặt cười đúng không anh chị? Mặt cười nhìn rất là đẹp. Đèn zin theo xe. Xe thì lúc nào cũng vậy, bên học cũng luôn cam kết với anh chị bằng văn bản không đâm, không ngập, động cơ hộp số nguyên bản. Xe rất đẹp anh chị ơi, cái form dáng xe nè. Đó, chiếc xe này nó có ưu điểm là nó tôn dày anh chị. Tôn chắc nịch à. Chỉ với là 730 triệu đồng. Đó, anh chị đã sở hữu được một chiếc xe Ford Mondeo bản trên đã được chủ trước lên cho mình full limousine. Đó, rất đẹp anh chị. Camera 360 ở phía trước này cũng có ghế điện nè. Ghế da là ghế da nắp 3 màu đỏ. Đó. Hai bên thì đều có bệ tùy tay. Đây là một chiếc xe đáng để cho anh chị cân nhắc khi mà anh chị đi đường trường. Đi đô thị, thành phố thì không hợp nha anh chị. Xe này chỉ để cho anh chị nào mà sẽ có tài xế riêng nè, hoặc là gia đình mình thường xuyên đi du lịch, hoặc để đi làm ăn trong những cái khung đường ngoại ô, mà những cái chuyến hành trình phải gọi là cực kỳ xa, tầm 100 cây số trở lên anh chị, thì đi con xe này phải gọi là quá tuyệt vời. Cái độ cách âm của xe này nó chỉ rơi vào 168 decibel khi ở vận tốc 100 km. Rất đẹp anh chị ạ. Rất đẹp. Đó, phía sau thì anh chị sẽ được hệ thống treo túi khí nén nguyên bản zin theo xe, thì nó giống như những con mẹt ếch anh chị. Đó, giống như những con mẹt ếch mà anh chị nhìn nè, cái thiết kế mới nè, nó làm những cái phần kính tối màu suốt ra phía sau, nhìn chiếc xe nó rất là sang đúng không anh chị? Phía sau này cũng vậy nè, dãy đèn lái sau dọc theo cái trụ C. Rất đẹp. Đó, máy móc là nguyên bản, gầm bệ là nguyên bản hết nha anh chị. Anh chị nhìn ống xả, những cái tấm chắn gió nè, những cái tấm chắn bùn, vỏ dì phòng mới tinh nè. Đó. Cái này là cái bầu hơi nè anh chị. Đó, rất đẹp đúng không anh chị? Hôm nay thì học về được hai xe, con này 2021, học còn một xe 2019 nữa. 2019 cũng limousine luôn, full. Đang trên đường về nha anh chị. 730 triệu là anh chị đã sở hữu được Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc. Xe này thì bên học vẫn có cấp giấy chứng nhận cho anh chị, xe không đâm, không ngập, động cơ hộp số nguyên bản. Đó. Còn nói về cái cốp của xe này thì phải gọi là cực kỳ rộng anh chị ạ. Rộng lắm. Đó. Cái hàng ghế này anh chị có thể là gập phẳng ra phía trước đây nè. Nó sẽ sát vào hàng ghế thứ hai thì ở đây nó tính luôn luôn khói luôn anh chị. Đó. Chứ không còn là lít nữa. Khoảng là 1.000 lít đúng không anh chị? Rộng rãi nè, thoải mái. Hàng ghế thứ ba xe này là 3 người ngồi vô tư, 3 người lớn ngồi đi xa vô tư nha anh chị. Đó. Xe này là độ tiện nghi là độ rộng rãi nè, cách âm tốt và cái nữa là bền bỉ anh chị. Có cửa nóc rất là đẹp. Ở đây thì khi mà anh chị bật ba hàng ghế nó vẫn còn một cái không gian rất là dài ở đây, 1 gang, 2 gang, 3 gang luôn nha anh chị. Đó. Rất là tuyệt vời. Fortuner. Xe này nếu mà nói về đi thì nó sẽ im hơn Sedona nha anh chị, im hơn cái dòng Sedona này. Học hôm nay học mới về Sedona này. Xe 2018. Có vẻ bên ngoài thì có nhiều anh chị chưa có quen với cái kiểu thiết kế này đúng không anh chị? Limousine, cái này là thiết kế limousine. Nhìn vào xe thì có thể là anh chị nghĩ rằng nó giống như xe khách nhưng mà nó là cái dạng limousine, cũng có nhiều anh chị cũng còn hơi lạ với cái dòng này. Động cơ xăng 2.0. Vô lăng cần số là nguyên thủy theo xe hết anh chị. 53.243 cây, vô lăng cần số là nguyên bản. Camera 360 độ, đầu Android. Đó, rất đẹp, gương gập điện. Ghế điện bên tài là có bơm lưng luôn nha anh chị. Có bơm lưng. Mới tinh.
chủ lên cho mình full bộ cái da này. Xe này lên nắp sành hơn 200 nha anh chị. Khách làm hết mọi thứ là mới mua là lên luôn. Đó. Hơn 200. Cam 360. Đó. Cam 360 rất rõ nét đầu anh rồi. Camera hành trình thay đầu. Máy móc là mới tinh, mới cứng. 2021 nha anh chị. Một chủ mua mới từ đầu, một chủ sử dụng. Đó. Rất là mới. Xe có HUD luôn nè, anh chị thấy không? Rồi, cái hàng ghế này là anh chị nào mà đi với chủ tịch là ông bà lớn tuổi cho ngồi là vô tư luôn. Nó có cái bệ đùi nữa nè anh chị, cái ghế to đùng, ghế to lắm. Có chỉnh điện nè, anh chị thấy không? Chỉ với là 730 triệu anh chị, 730 triệu. Anh chị sở hữu được Fortuner 2021 rồi, xe đến từ Mỹ, rất bền. Mấy cái bản lề ở đây nó còn mới tinh chị thấy không? Xe đi ít, mới nguyên. Rất là đẹp luôn, cái thiết kế. Cái do cái xe này nó rộng nó cao nên là cái gương xe này nó rất là bự anh chị. Đó. Đèn đốm rất đẹp. Dạ rồi cô chú anh chị, học sinh nhắc lại đây là mẫu xe Fortuner bản trend được lên full limousine. Đó, 2021 bên học bán 730 triệu. Anh chị đến xem xe có thương lượng. Dạ học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Thế học sinh kết thúc video. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip mới nhất ạ. Đầu tháng 11 rực rỡ cô chú anh chị ơi. Sẵn tiện học sinh chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe nè. Tháng 11 mình rực rỡ. Hồi sáng là học giao Outlander 2018 rồi. Bây giờ học giao Tonel, chiếc xe này 2019 chạy mới có 65.000 cây được anh chị đến ủng hộ nè. Đó. Và học còn hai con Tonel nữa nha anh chị. Học đa phía sau đây học còn một con Tonel. Chiếc này là 2021 2021 chạy 53.000 cây, một chủ mua mới. Chiếc xe này là 56.000 cây cũng một chủ mua mới nè. Xe rất đẹp luôn. Hôm nay bên học bàn giao rất là nhộn nhịp. Hồi sáng là giao Outlander và học cũng cọc được Carnival, mua được Sedona đó. Rất là nhiều xe luôn. Mong là cô chú anh chị sẽ có nhận xe của học này có thật nhiều sức khỏe nè. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe nè. Và đi trên những cái hành trình thật là may mắn và thành công ạ. Thái học xin chân thành cảm ơn. Chúc cho anh chị một ngày mới an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.